Tôi năm nay đã gần 30 nồi bánh chưng mà chưa thấy gã thợ săn nào liều mạng như anh chàng này. Sáng ngủ dậy liền tập thể dục với một con cá sấu nặng 100 cân, sau đó về xẻ thịt chia cho dân làng đánh chén một bữa, trưa lại rảnh rỗi đi gây chuyện với mấy thằng lưu manh đầu đường xó chợ. Cậy mình có cánh tay rắn chắc, mỗi cú đấm tung ra có sức mạnh tựa ngàn cân, và chùm băng đào một cái khiến hắn nhặt răng không nổi, một đấm tiếp theo là khiến hắn chìm vào giấc ngủ ngàn thu, đến cả lính đặc nhiệm cũng không chịu nổi của anh ta một đòn mà đi gặp ông bà ông vải liền. Vậy mà vẫn có kẻ dám ngang nhiên thách thức nắm đấm của anh thợ săn, chúng đã bắt dân làng anh làm nô lệ rồi biến con cái họ trở thành những vật thí nghiệm. Anh thợ săn sẽ làm gì để giải cứu dân làng mình? Mời các bạn đón xem một siêu phẩm hành động Hàn Quốc mới ra mắt năm 2024 do mai đấm Ma Dong Suk thủ vai chính nha. Một trận động đất 10,7 độ Richter đột ngột xảy ra tại một thành phố của Hàn Quốc mà không có cảnh báo trước. Toàn bộ thành phố hiện đại bỗng chốc biến thành đống đổ nát. Chính phủ tưởng rằng tất cả người dân ở đó đều đã thiệt mạng nên đã gạch tên thành phố này ra khỏi bản đồ. Tuy nhiên họ không biết, một số người dân may mắn chưa chết đang cố gắng chật vật sống qua ngày. Những người dân nghèo đã tập hợp lại với nhau, thành lập những khu dân cư nhỏ lẻ. Thức ăn và nước uống là những thứ xa xỉ ở đây. Nguồn nước đã bị ô nhiễm trầm trọng sau khi thảm họa xảy ra. Họ phải chắt chiu lọc từng chút nước bẩn hơn nước sông Tô Lịch. Đã rất lâu rồi họ không biết cảm giác mưa là gì. Nguồn lương thực chủ yếu là những con vật còn sót lại sau trận động đất. Nó có thể là bất kỳ con vật gì, từ bò sát hạng nặng cho tới hạng nhẹ, chỉ cần có thể lấp một phần khoảng trống của dạ dày là họ đều không bỏ qua. Ở một khu dân cư có một anh chàng to con lực lưỡng, người ta gọi Nam San là thợ săn vì anh là nỗi khiếp sợ của bất kỳ con vật nào. Cùng với Nam San còn có một thanh niên trẻ tuổi học việc. Jiwa tuy tuổi còn trẻ nhưng lá gan không nhỏ tí nào, vừa mới chập chững vào nghề đã đụng độ ngay với con cá sấu chúa hung tợn. Tưởng rằng mũi tên đó có thể hạ được con cá sấu nhưng hóa ra chỉ càng làm nó giận dữ hơn. Khi sắp bị cá sấu làm thịt thì Nam San xuất hiện, dùng một tay tóm lấy đuôi con cá sấu, mặc cho nó vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi cánh tay rắn chắc của anh. Cuối cùng, anh dùng lưỡi dao quen thuộc xé nó làm đôi. Vậy là cả làng hôm nay lại được thưởng thức thịt cá sấu đủ món. Nhưng Nam San cũng không thể làm không công mà họ phải mang đồ tới để trao đổi. Chỉ cần là thứ có ích giúp họ sống sót trong thời kỳ này đều có thể đổi lấy thịt đem về. Tuy nhiên, thời nào cũng xuất hiện những kẻ ăn không ngồi rồi, cậy thế bắt nạt người khác, cảnh sát thì biến chất trở thành lưu manh, tù nhân cũng tụ họp lại với nhau thành lập băng đảng, chúng biến những người dân yếu thế hơn trở thành nô lệ phục vụ mình, hàng ngày lôi họ ra bắt thi đấu để thỏa mãn thú vui. Vì quen thói muốn ăn mà không muốn làm, chúng đã đi cướp bóc ở các khu dân cư xung quanh, lấy danh nghĩa từng là cớm, lại có tí võ vẽ nên ai cũng sợ chúng, chỉ cần chống cự là chúng thẳng tay triệt hạ. Hôm nay trông thấy một cô gái vừa tròn 18 tuổi thì chúng đã không kìm được mà nước dãi chảy ròng ròng. Suna sống cùng với một người bà là hàng xóm của Nam San, cô bé còn là crush của Jiwan nên khi thấy Suna bị bắt nạt, anh chắc chắn không thể để yên. Có điều chưa làm được anh hùng quá 3 giây thì đã trở thành bao cát cho chúng đánh. Bà của Suna vì muốn ngăn cản mà cũng bị chúng động tay động chân. Nam San vốn không muốn vướng vào rắc rối nhưng không thể nhìn chúng làm càn, anh chỉ đẩy nhẹ đã khiến một tên bay xa 100 mét, tung một đấm khiến tên tiếp theo đi luôn hàng tiền đạo, dùng một tay nhấc bổng tên to con nhất rồi ném hắn xuống đất như bị thịt. Thằng đồ sỏ định chống cự liền bị anh kề dao vào cổ, chỉ cần nghe thấy cái tên Nam San là chúng phải cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn giữ được mạng. Sau đó, một nhóm người đã xuất hiện tại khu nhà của Nam San. Nhìn những người lạ, màn mũi sạch sẽ, quần áo tươm tất, chắc hẳn họ đến từ tòa chung cư gần đó. Tên lưu manh khi nãy đã tiết lộ, chúng tìm thấy một nguồn nước ngầm ở tòa chung cư chưa bị trận động đất phá hủy, nơi đó được canh giữ bởi quân đội và kẻ đứng đầu là tên bác sĩ Jang Gi-su. Hắn đã thành lập nên khu dân cư đó với mục đích tìm ra con đường sống sau thảm họa. Nhờ độc quyền chiếm giữ nguồn nước ngầm mà hắn đã trở thành cứu tinh của biết bao gia đình. Những đứa trẻ vị thành niên sẽ được đón về đó cùng gia đình và ưu tiên hưởng chế độ đãi ngộ, vì tương lai chúng sẽ được học tập để sau này góp sức cống hiến cho thời đại mới. Mặc dù không muốn rời xa nơi này, nhưng đó là cơ hội cho bà cháu Suna sống sót. Không chỉ có họ mà một số gia đình khác cũng được đưa tới đó để sinh sống. Họ phải đi trong đêm để đến đó kịp lúc trời sáng. Quân đội đã cho người chờ sẵn để hộ tống họ đến nơi an toàn. Lúc này, bà của Suna và một ông lão khác không có nổi sức để đi bộ đường xa. Hai người đã được đưa tới trạm y tế gần đó để nghỉ ngơi, theo lời của một người tự xưng là cô giáo. Ở nhà, Jiwan vừa chia tay Suna được vài tiếng đã không chịu nổi nhớ nhung. Anh liên tục thúc giục Nam San kết hôn với một bà già để họ có cơ hội tới chung cư kia. Tuy nhiên, nghĩ tới cái cảnh bà ta cầm con rắn là Nam San liền tụt hết cả hứng. Buổi tối, hai chú cháu ra đường đi săn liền bắt gặp hai tên vệ sĩ lúc chiều. Chúng đang đưa bà của Suna cùng một ông lão tới trạm y tế, nhưng trạm y tế chẳng thấy đâu mà chỉ thấy vực sâu không đáy. Một tên thẳng tay đẩy ông lão kia xuống dưới vực, tên còn lại liền dùng dao đâm chết bà của Suna tại chỗ. Nam San đứng ở khoảng cách xa, không kịp ngăn chúng lại, chỉ kịp tặng cho chúng một con dao vào ngực. Tên còn lại thì nhận ngay một mũi tên xuyên tim. Nào ngờ như vậy không đủ để hạ gục chúng, những tên này như vừa được cải tử hoàn sinh, các vết thương dường như vô dụng đối với chúng. Dù liên tiếp nhận những đòn tấn công như vũ bão của Nam San, nhưng chúng tỏ ra không xi nhê gì. Anh cũng không hiểu đám người này thuộc thể loại gì. Jiwan vất vả mãi mới hạ được một tên, nhưng chưa đầy 3 giây sau đã bị hắn bán hành ngược lại.
Anh nhanh trí dụ hắn vào chiếc bẫy thú đã bố trí từ trước. Nào ngờ hắn dùng dao cắt luôn một bên chân của mình. Những tên này đã bị biến đổi nên thương tích thông thường vô dụng với chúng. Đúng lúc nguy cấp thì một cô gái xuất hiện với thân thủ cực giỏi. Cô gái lạ mặt sau đó cũng cứu Nam San một mạng. Anh nhận chỉ có tấn công vào đầu mới có thể hạ gục hoàn toàn những tên này. Sau khi chôn cất cho bà của Suna, họ mới tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Cô gái lạ mặt kia là một lính đặc nhiệm của quân đội. Họ được giao nhiệm vụ tìm kiếm những người còn sống sót sau trận thảm họa. Tòa chung cư duy nhất còn nguyên vẹn có nguồn nước ngầm chính là nơi họ lựa chọn làm căn cứ. Một ngày, Giang Gi-su lê lết từ đâu tới nói rằng có cách thay đổi cục diện ở đó, tưởng rằng hắn sẽ có ích trong việc điều trị, nhưng dần dần hắn cũng lộ ra bản chất thật. Giang Gi-su trong quá khứ từng là một tên bác sĩ điên vì muốn cứu con gái thoát khỏi tay tử thần mà hắn không ngừng nghiên cứu ra thuốc cải tử hoàn sinh. Kết quả là hắn dùng hơn 100 sinh mạng để thử thuốc và cuối cùng vẫn thất bại. Đúng lúc hắn sắp bị đưa đi thì trận động đất vô tình lại cứu sống hắn. Điều này càng khiến hắn tin tưởng vào thành công của thí nghiệm. Hắn đã đem theo con gái chỉ còn một phần thân trên cùng với quả tim đang đập bảo quản trong một dung dịch đặc biệt. Giang vẫn không ngừng nghiên cứu ra thuốc cải tử hoàn sinh với hy vọng hồi sinh con gái, đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều nạn nhân bị hắn đem ra thử thuốc. Con cái của những cư dân sinh sống tại tòa chung cư sau một thời gian liền mất tích bí ẩn. Nữ đạo vụ biết chuyện này do Giang gây ra, nhưng hắn lại nói đó là hy sinh trong một thời đại mới. Hai tên vệ sĩ mà Nam San vừa đụng độ chính là thành quả thí nghiệm của hắn. Chỉ cần tiêm loại thuốc đó có thể khiến vật chủ bỏ qua đau đớn về thể xác, chỉ khi nào não bộ bị hủy hoại thì mới tiêu diệt được chúng. Không chỉ có vậy, cơ thể mới sẽ thích nghi được với bất kỳ điều kiện môi trường nào. Đó chính là thứ mà Giang gọi là tương lai mà hắn muốn gây dựng. Cảm thấy không chung đường được với chúng nên nữ đặc nhiệm đã phản kháng để bị chúng truy sát. Cô muốn tìm người giúp quay trở lại giải cứu những gia đình trong tòa chung cư. Vừa hay Nam San và Ji-wan cũng cần giải cứu Suna khỏi đó. Tuy nhiên, nơi đó được quân đội canh giữ nghiêm ngặt. Nghĩ tới những tên lưu manh từng nói đã lấy nước ở đó, Nam San liền tìm tới sao Việt của chúng. Không ngờ lão đại của chúng lại là người quen cũ của Nam San. Vừa gặp mặt đã kêu đàn em ra chào đón anh theo một cách đặc biệt. Nam San cũng không ngại cho chúng thấy nắm đấm của anh không chỉ là lời đồn, thằng nào đến là anh đấm thằng đó không trượt phát nào. Nhân tiện đây cũng dạy cho những kẻ cậy thế bắt nạt người khác một bài học. Tên đồ sỏ tường ngầu thế nào cũng không chịu nổi của anh một đấm đã xin tha mạng. Nữ đặc nhiệm cũng chứng minh bản lĩnh của mình không hề thua kém Nam San. Kỹ năng chiến đấu siêu đỉnh của cô khiến đám lưu manh phải khóc thét. Không tới 1 phút 30 giây, đám lưu manh đã bị hai người xử lý gọn gàng. Đứng trước nắm đấm của Nam San, không thằng nào dám tỏ ra là vô lì đòn. Cùng với anh là anh cho chìm và giấc ngủ ngàn thu ngay. Đến lượt tên đầu sỏ là hổ mà nhát như thỏ đế. Còn chưa cần Nam San tra hỏi, hắn đã tự phun ra hết. Hóa ra để đổi lấy nước sạch, chúng phải đem những người dân tới, ưu tiên là trẻ em và những người khỏe mạnh. Còn việc hắn sử dụng những người đó vào mục đích gì thì chúng mù tịt. Khi này, Suna và những người dân đã được đưa tới tòa chung cư. Họ không biết cơn ác mộng đang chờ họ ở phía trước. Những người dân cũ đang chào đón họ như thành viên mới của gia đình. Người vui mừng nhất phải là Giang. Sau khi nghe hắn thao thao bất tuyệt, họ cũng được cung cấp mỗi người một chai nước sạch. Tiếp theo còn được lên phòng tắm rửa sạch sẽ và thay bộ đồ mới. Tuy nhiên, cuộc sống hưởng thụ ngắn ngủi nhanh chóng chấm dứt. Theo quy định thì cha mẹ của những đứa trẻ sẽ không được ở cùng con cái. Họ phải làm việc để đổi lại thức ăn và nước uống. Trong tòa chung cư có một nơi dùng để lọc nước sạch. Cha mẹ của những đứa trẻ sẽ phải thay phiên nhau làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm. Họ tin rằng con gái của họ sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn ở tầng bên trên nên mới cố gắng làm việc. Nếu con cái họ ngoan ngoãn thì gia đình họ sẽ được thưởng bằng thực phẩm và chỉ được gặp con khi đã đăng ký trước. Họ đâu biết được những đứa trẻ kia đang bị Giang lợi dụng cho nghiên cứu của mình. Chúng đã bị biến thành con rối ngoan ngoãn bảo gì nghe nấy. Đôi mắt đứa nào cũng như người mất hồn, chỉ biết chấp hành những mệnh lệnh do cô giáo đưa ra. Vừa vào lớp, Suna đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Trên cổ những đứa trẻ khác đều có dấu hiệu của việc can thiệp y tế. Dấu vết đó rất giống với vết sẹo trên cổ của tên thủ lĩnh đội đặc nhiệm. Vì thuốc của Giang nghiên cứu chưa hoàn thiện nên chúng phải thường xuyên tiêm thuốc bổ sung. Nếu thiếu thuốc, hậu quả sẽ rất khôn lường. Nguồn nước sạch bên dưới mà những người dân đang lọc thực chất không phải sạch hoàn toàn. Thứ nước mà Giang đem cho những đứa trẻ uống đã bị hắn bỏ thêm một số chất để phục vụ cho quá trình nghiên cứu. Suna nhanh trí biết được thứ nước đó có điều bất thường nên đã không uống, mà cô giáo thì liên tục tiêm nhiễm vào đầu những đứa trẻ kiến thức về một cơ thể có thể biến đổi để thích nghi với mọi hoàn cảnh. Khi này, cô bạn cùng đến chung cư với Suna lại xung phong giúp đỡ Giang nghiên cứu. Cô bé đó đâu biết được mình sẽ trở thành chuột bạch giúp hắn thử thuốc. Thấy tình hình không ổn, Suna đã nhiều lần gặng hỏi về bà nhưng liên tục cố tình lảng tránh. Vì thế trong đêm, Suna đã liều mình trốn khỏi đó. Đúng lúc này bên dưới nhà máy lọc nước có vấn đề xảy ra, Giang cần xuống giải quyết. Cha mẹ của cô bé bị đưa đi làm thí nghiệm đã bắt đầu bức xúc khi không được gặp con gái, và những cha mẹ khác ở đó cũng nhận ra đã lâu mình không được gặp con. Giang dù rất tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ giải thích. Sau đó hắn còn cho vợ chồng kia lên phòng thí nghiệm để gặp con gái. Ai ngờ Suna lại tò mò bước vào phòng thí nghiệm của hắn. Cô bé đã thấy được quyển sổ ghi lại toàn bộ quá trình hắn nghiên cứu thuốc, ngày nào giờ nào và bao nhiêu người đã chết vì thí nghiệm của hắn đều ghi rõ trong đó. Ngoài ra, cô bạn cùng đến đây với Suna cũng đang nằm trên bàn mổ như một vật thí nghiệm. Giờ thì Suna đã hiểu những đứa trẻ trong lớp học vì sao lại
có vết sẹo ở cổ. Đúng lúc này thì Giang quay lại cùng với cha mẹ cô bé kia, nhìn đứa con mình nằm đó như một con chuột bạch thì có cha mẹ nào mà không đau lòng. Đột nhiên cô bé đó có những triệu chứng bất thường, Giang đã ra ngoài quá lâu nên không thể kiểm soát được tình hình. Cô bé đó đã bị sốc thuốc, ngay cả Giang cũng bó tay. Cha mẹ cô bé phải bất lực chứng kiến con gái mình bị giày vò rồi từ từ ra đi. Giang là kẻ phải chịu mọi trách nhiệm nhưng hắn lại tỏ ra đó không phải lỗi của mình, đã thế còn dùng dao đâm chết người cha rồi đổ thừa ông làm hỏng thí nghiệm. Người mẹ sau đó cũng nhận kết cục tương tự chồng mình. Suna nấp ở bên trong mặc dù rất sợ hãi nhưng không dám lên tiếng. Ai ngờ Giang đã sớm phát hiện ra cô bé và nhanh chóng thay thế vị trí của cô bạn vừa thiệt mạng. Bên ngoài, Nansan nhờ vàng chiếc xe của tên đầu sọ đám lưu manh đã tới được trước cửa chung cư. Họ lấy lý do tới giao người đều vào trong nhưng không qua mặt được lính gác. Nansan liền đạp chân ga lùi xe lại, cán chết vài tên phía sau. Tiếp theo, anh lao thẳng vào cổng chính của tòa chung cư, mặc cho phía trước những tên lính canh liên tục nổ súng cũng không thể ngăn chiếc xe lại. Nansan đã lao vào sảnh chính tầng 1 rồi lấy ra khẩu shotgun. Anh nhắm vào đầu những tên lính gác mà bắn vì đó là cách duy nhất để hạ gục chúng. Nữ đặc nhiệm cùng với Jiwan cũng tới giúp một tay. Họ nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ bên ngoài và tiến vào bên trong. Nữ đặc nhiệm cũng đã từng ở đây nên tỏ ra rất thân thuộc nơi này. Tuy nhiên, những phòng giam trước đây dùng để giam giữ những kẻ chống đối lại chống không. Khi tưởng rằng đã tìm thấy đồng đội cũ ở đó thì cô lại bị họ dọa cho một phen hoảng hốt. Thì ra đây là nơi Giang bảo những người từng bị hắn đem ra làm thí nghiệm thất bại. Họ đã bị biến thành những con quỷ khát máu không còn ý thức. Đây chính là âm mưu của tên đội trưởng, cố tình để cô vào đó mà không ngăn cản. Khi này chỉ còn cách hạ gục tất cả mới có thể thoát ra ngoài. Nansan với cây shotgun trong tay không mất quá nhiều sức, cứ nhắm vào đầu là chắc chắn chúng về chầu với tổ tiên. Nữ đặc nhiệm ban đầu chưa thể chấp nhận được sự thật, nhưng sau đó cũng bật chế độ đồ sát. Mặc dù biết đây từng là những đồng đội của mình, tuy nhiên khi họ đã mất đi ý thức thì họ cũng không coi cô là đồng đội nữa. Jiwan sau một hồi chật vật cũng tự bảo vệ an toàn được cho bản thân mình, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho cuộc chiến này. Bên ngoài, lính đặc nhiệm đã chặn cửa. Nansan thấy chúng định ném lựu đạn, liền đưa nòng súng qua lỗ hở trên cửa, rồi bóp cò tiêu diệt tất cả trong một nốt nhạc. Vì kẻ địch quá đông nên họ đã chia nhau ra đối phó với chúng. Nữ đặc nhiệm đã yểm trợ cho Jiwan lên trên giải cứu Suna. Sau khi giải quyết hết những kẻ truy đuổi thì cô cũng gặp lại tên đội trưởng. Vì từng là đồng đội cũ nên hắn đã chăm sóc cô một cách nhiệt tình. Tuy thân thủ của cô rất giỏi nhưng tên này đã bị biến đổi. Mọi đòn tấn công của cô đều vô dụng với hắn. Ngược lại thì cô phải hứng chịu từ hắn vô số những vết thương. Tuy vậy, nữ đặc nhiệm vẫn rất kiên cường chiến đấu đến cùng. Sau đó, cô đã bị hắn đâm bị thương rồi ném xuống bên dưới bất tỉnh nhân sự. Nansan ở bên dưới có vẻ nhẹ nhàng hơn vì những tên lính này vốn không phải đối thủ của anh. Tuy dùng súng không phải sở trường, nhưng một khi cầm súng, anh cũng chẳng kém cạnh gì John Wick. Sau khi gặp những người dân đang bị bóc lột sức lao động, anh chỉ nhắc nhở họ hãy đi tìm kiếm con cái mình. Jiwan ở trên đã tóm được cô giáo cùng với những đứa trẻ bị biến đổi. Anh đã ép cô ta phải đưa mình đi tìm Suna vì biết cô bé đang gặp nguy hiểm. Giang đã bắt đầu thí nghiệm trên người cô bé nên nếu anh không nhanh chân thì sẽ không kịp nữa. Trên đường đi, Jiwan đã gặp tên đội trưởng nhưng hắn lại chẳng quan tâm gì tới tính mạng con tin. May là Nansan tới kịp dành phần xử lý tên đội trưởng. Khác với nữ đặc nhiệm lúc trước, anh hoàn toàn ao trình đối thủ của mình. Tên đội trưởng tuy thân thủ giỏi nhưng lại không địch lại những nắm đấm đầy uy lực của Nansan. Dù hắn đã miễn nhiễm với cảm giác đau nhưng những đòn đánh của Nansan đã khiến hắn phải suy nghĩ lại. Hắn đánh anh một thì phải nhận lại từ anh 10. Nhận thấy không còn thời gian dây dưa với tên này nên anh đã ném hắn ra ngoài. Vì hắn vẫn cố bám trụ nên buộc anh phải đoạt lấy thủ cấp của hắn. Trong phòng thí nghiệm, Giang đã lấy tuyến yên của Suna để điều chế thuốc. Có điều sau khi tự tiêm vào người, hắn lại xuất hiện vết sẹo giống như những bệnh nhân trước. Nguyên nhân là do Suna chưa từng uống loại thuốc hắn cung cấp. Đúng là ác dạ ác báo, cuối cùng hắn cũng phải đón nhận hậu quả do chính mình gây ra. Jiwan vừa xông vào thì thấy hắn dùng dao kề cổ Suna. Phía sau, vệ sĩ của hắn đã đánh anh một trận lên bờ xuống ruộng. Jiwan căn bản không phải đối thủ của cô ta. Giang thấy tình hình không ổn đã định chuyển đi cùng với con gái mình. Trước khi đi, hắn còn để lại một quả lựu đạn và bảo mặc cô giáo ở đó cùng với Suna và Jiwan. Cũng may Jiwan nhanh tay kéo Suna xuống mới tránh được sát thương từ vụ nổ. Nansan sau đó liền ôm cánh cửa lao vào trong đám cháy để tìm kiếm hai người. May sao họ đều còn sống và thoát ra ngoài. Nữ đặc nhiệm nhờ có vụ nổ cũng tỉnh lại và hội ngộ với mọi người. Họ không thể để tên Giang bỏ trốn, nếu không hắn sẽ còn gây hại cho những người vô tội khác. Cha mẹ của những đứa trẻ bị hắn đem làm vật thí nghiệm đã bao vây hắn bên dưới. Họ không thể chấp nhận những điều hắn đã gây ra cho những đứa con của mình. Tuy nhiên, dồn hắn vào đường cùng không phải là lựa chọn đúng đắn. Sau khi không chịu được đòn roi, hắn liền nhặt súng lên chống trả. Rất nhiều người đã bị sự điên cuồng của hắn làm bị thương. Nhưng khi nhìn lại thì thấy chiếc vali đựng con gái hắn đã bị làm hỏng, lồng kính bị vỡ, đồng nghĩa với việc cô bé không thể tiếp tục duy trì sự sống. Chính vì tham vọng của mình mà hắn đã khiến không chỉ con gái mà rất nhiều người vô tội phải bỏ mạng. Lý do cứu sống con gái chỉ là cách để hắn biện minh cho tội ác của mình. Khi này, Nansan bước tới, thay mặt những người bị hắn làm hại, tặng cho hắn một viên kẹo đồng tiện hắn xuống địa ngục. Dường như anh vừa diệt trừ đi một thảm họa
họa cho vùng đất này. Khi mà Giang vừa chết thì một cơn mưa liền xuất hiện. Chỉ cần có nước thì cuộc sống của những người dân sẽ có được hy vọng. Bài học của bộ phim là gieo nhân nào ắt gặt quả ấy. Chỉ vì tham vọng của cá nhân mà khiến những người vô tội phải gánh chịu hậu quả. Ngoài ra, khi đứng trước bờ vực sống chết mới thấy bản chất con người ta đều là những kẻ tham lam. Các bạn có đồng tình với Mọt không? Để lại bình luận bên dưới cho Mọt biết nha. Cảm ơn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye!